Đây là lý do mà mình không ra video mấy ngày qua. Mình đã săn lập và thân và lấy trái tim thành công. Trước khi vô video, các bạn sắp cho mình và like nhé, cảm ơn. Và đây là cuộc hành trình kéo tim về. Khúc này đúng vui luôn á. Let's go. Yeah. Trái tim anh em ơi. Tụi mình chụp bức ảnh làm kỷ niệm. Rồi video đến đây là kết thúc. Ba mọi người, hãy like và sub cho tôi nghen.